Anh em cần cái thuế hay là cần nick thì nhắn tin cho NMH dưới phần mô tả nhé. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này mình sẽ làm về vị tướng Arduin. Thì tại sao ở giai đoạn đầu trận mình chưa lên cái đồ phụ trợ? Bởi vì mít tay bên mình thì bảo đó là táo SP. Khổ ấy. Thực tế thì không phải là mít mà là gọi là Azenka ấy. Kêu gọi là táo SP. Thì thôi thì mình thì Arduin đi đâu cũng được anh em ạ. Đi SP cũng được, đi lên tà thần cũng được. Và đi đường sửa cũng là tốt, không vấn đề gì cả. Thích thì mình nhường thôi. Vì là Arduin là chất tướng cực kỳ là đa dạng đường đi luôn. Mà một chất tướng khỏe nữa. Thời điểm hiện tại thì Arduin rất chất là khỏe nhá. Anh em có thể vác vào đi lên nào cũng được ấy. Thực sự cũng không phải đòi hỏi kỹ năng cao đối với vị tướng này. Anh em chỉ cần cách chơi cơ bản là có thể chơi tốt vị tướng này rồi. Arduin thì lên theo thiên hướng đột thủ thì trâu bò đã đanh, bên cạnh đó thì gây sát thương cũng rất là tốt, chứ không phải ra sát thương xoang đâu nha anh em. Bên cạnh đó thì khả năng hồi phục của vị tướng này cũng rất là tuyệt vời. Thì trong trận đấu này mình sẽ phân tích cụ thể cho anh em Arduin ở thời điểm hiện tại, trang bị bảng ngọc và phù hiệu cũng như về chất tướng Arduin này thì anh em cùng theo dõi. Tất nhiên thì vị tướng nào cũng vậy, bên cạnh đó là các điểm mạnh thì đều có đó là các điểm yếu. Rồi, tình huống này hai người nhưng mà mình vẫn lên can quẹt các kiểu. Bởi vì chất tướng Arduin thì gần như tem đi cờ giao đoạn đầu trận rất khó để có thể sốc đám được. Món đồ đầu tiên thì mình sẽ lên đôi giày, xong đôi giày mình sẽ lên cái áo choàng thân giáp. Để đứng gần thì sẽ bị gọi là chịu sát thương ấy. Rồi, đặt level 4, level cần thiết để đi gánh. Thì tình huống này thì sẽ đảo xuống gánh khu vực lên rong xíu nhá. Đáng nhận thấy SP tem đi khá là thấp máu. Rồi, mình sử dụng đó là chiêu cuối tiếp cận này. Rồi, sử dụng chiêu 1 và tiện đó là vị trí của Arum tem đi lên bảng điểm số. Mít tem mình thì cũng khá là thấp máu, thêm phát nữa và mít tem mình phải lên bảng điểm số. Kẻ được thêm một màng này anh em ạ. Rồi, bắt mình à, này thì bắt mình, này thì ôi. Mình tưởng là nó chạy ai dê là nó bắt mình thật anh em ạ. Mình thì vẫn đáng con đó là cái suy nhược đến từ món phụ trợ mà mình mang theo. Ở trận đấu này mình không mang tốc biến, không mang bốc phá mà mình mang suy nhược. Với cái suy nhược này thì có lợi ích như thế nào? Thì với suy nhược ấy thì sẽ thứ nhất đó là giảm 20% sát thương của kẻ địch lấn cận, và đồng thời gọi là tăng 20% miễn thương dành cho bản thân trong vòng 4 giây. Vì thế khi kích hoạt suy nhược ấy, thì anh em rất là trâu bò. Rồi pha này mình kích hoạt suy nhược và bỏ chạy thôi anh em ạ. Xạ thủ tém mình thì bị Azenka chửi rồi khi mà ra khu đường giữa. Gặp ngay ông Arumon tốc biến ông khóa và cuối cùng thì xạ thủ tém mình lên bảng điểm số. Ông Azenka này mà nếu mà có lẽ sai cái gì thì có lẽ ông chửi cho thì đúng là trượt trò luôn đấy. Nên là vì thế Azenka ở giai đoạn đầu trận giạt gọi là táo SP. Nên là mình nhường luôn anh em ạ. Đầu trận đó là mình hỏi rõ ràng là đi đường nào thì mình nhường luôn, chứ cũng chả gọi là tránh danh làm gì cả. Tình huống này thì tại sao mình cứ xoay xoay đấy? Bởi vì mình mà ra phạt thì sẽ lộ tầm nhìn. Mình xoay xoay để xem đó là tém địch lên cao hay không thì gánh. Thế trận hiện tại thì cũng đang hòa hoãn dành cho hai bên thôi. Rồi pha này bật Viera này, chiếu cuối này, chiếu 1 này, hất tung thêm một lần nữa bằng chiếu 1 này. Nhưng mà tình huống đó thì chiêu cuối bị chặn bởi con lính rồi, nên là không dính vào vị trí của Viera, chỉ tiếp cận thôi. Ở khúc đường ta thân thì
Zena có thể mình đã phải lên bảng điểm số, mình không biết Linh có kịp thủ cái trụ này hay không nữa ấy. Còn 1 tỷ máu đến từ cây trụ của Tây Miên mình, rất may thì vẫn thủ được. Bây giờ lại phải quay trở về khu vực đường giữa, mình tính cho Zena đó là lên khu vực đường ta thân. Nhưng mà Zena té mình thì ra khu vực đường giữa rồi, thực tế thì cái trụ đó thì giữ cũng được mà không giữ cũng được anh em ạ. Anh em thấy thì cái trụ đó gần như không thấy cái vạch máu nữa. Murat vào nó đánh một phát thì gọi là không còn cái trụ đó nữa. Bây giờ thì kến của tém địch thì đáng có ý định bắt tìm bên mình, nhưng mà bị tìm bên mình đuổi rồi. Và này thì tiếp cận bằng chiêu cuối này, sử dụng đó là chiêu 1 gây sát thương này. Và điểm hạ gục dành cho mình. Bây giờ thì Arum của tém địch thì đang sắn lung mít tém bên mình. Khóa thì mình sẽ không đánh nhá. Rồi, hết khóa rồi này. Ok, pha này hất túng được 3 người luôn, tiếp cận lên bảng điểm số, bật cái suy nhược giúp Anduin sẽ trâu bo hơn. Rồi pha này, ôi tốc biến nhanh thế. Ok, mình thì khá là thấp máu nhưng không sao cả, vẫn lùi về một cách an toàn, sử dụng chiêu cuối qua tường và lùi về một cách an toàn khi vỏn vẹn chỉ còn khoảng đó là vài trăm máu. Nói chung Anduin thì rất chỉ là trâu bò luôn anh em ạ. Anh em cứ yên tâm nhá, chơi vì tướng này thì anh em không sợ bị tém địch sọc đám đâu. Phải chăng khi anh em lên bảng điểm số là khi anh em quá hùng lưu, kiểu là anh em quá hổ báo thôi. Còn lại thì Anduin rất chỉ là khó để lên bảng điểm số. Và những người tiến lên bảng điểm số dễ dàng nhất đối với Anduin có lẽ là những các vị tướng sát thương chuẩn. Ví dụ như Zon thì có bắn theo phần trăm máu cũng khá là thấm này. Thứ hai nữa đó là ví dụ như kiểu hai giây tết là trì Anduin cực kỳ là tốt luôn. Bên cạnh đó thì các chất tướng múa dẻo ví dụ như phơ ló chẳng hạn ấy, còn lại thì các chất tướng khác thì không tính tiền đâu. Rồi theo nát này, sử dụng chiêu cuối tiếp cận này, sử dụng chiêu 1 này, thêm một lần chiêu 1 hất túng nữa này, và tiện theo nát lên bảng điểm số. Truyền thuyền xanh cho mình chưa hết, bây giờ đuổi theo bắt luôn vị trí của kênh Tamedic này. Chiêu cuối tiếp cận này, chiêu 2 gây thất thương này, kênh lên bảng điểm số này. Rồi pha này thì sử dụng đòn đánh nội tại chưa một dọn dẹp hết lính. Tình huống này thì khá là thấp máu đến từ vị trí của Arum Tamedic lối điều. Trước kết liệu được thì mình sẽ sử dụng chiêu cuối tiếp cận này. Rồi sử dụng chiêu 1 thêm một lần nữa này, và điểm thần thánh dành cho mình. Trận đấu này thì ăn màng hơi bị nhiều luôn. KS thì cũng nhiều mà ăn màng thì cũng nhiều. Vừa KS và vừa gọi là từ lực gánh sinh anh em ạ. Về phần chiêu thức của vị tướng Anduin thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất của Anduin gọi là hồn trảm. Anh em sử dụng theo hướng chỉ định trúng mục tiêu ấy thì sẽ gây sát thương. Bên cạnh đó thì làm chậm 40% tốc độ di chuyển của tướng địch trong vòng 2 giây. Nếu mà trúng mục tiêu thì anh em sẽ sử dụng thêm một lần nữa. Và sử dụng thì sẽ đó là hất tung mục tiêu gây sát thương. Anh em nên nhớ là phải sử dụng trúng mục tiêu thì anh em mới sử dụng thêm được một lần chưa một nữa nhá. Rồi pha này sẽ bắt theo nát này, tiễn theo nát lên bảng điểm số, bốc hơi đến từ vị trí của theo nát, đuổi theo Arum luôn anh em ạ. Sử dụng chiêu 1 để làm chậm này, rồi thêm một lần nữa hất túng này, bay cao nào nhảy cao nào này, tiếp cận này, rồi chiêu cuối tiếp cận này, chơi luôn này, quất luôn này, chiêu 1 này, hất túng được 2 người luôn này. Có ai hỗ trợ mình không nhá, một mình đang thân cố thể cố này, nhưng mà không sao cả. Quả trấu bò khi bật cái suy nhược, tiếp cận này, hất túng này. Trấu quá anh em ạ. Tem bên địch đánh mãi mà không mất một giọt máu nào cả. Bây giờ có huấn chương trói nữa thì quá là trấu bò luôn. Lại bắt vào vị trí của kến này, chạy đâu bạn ơi. Này thì kến này, tiếp cận này, rồi kến này, hất túng một phát đó là 2 người. Ủi phá này đông quá, có ai cứu không, có ai cứu không. Kến đã phải lên bảng điểm số đứng. Ủi không được rồi, phá đầu Arum quá. Nhưng mà tem bên mình thì đang trống đa gọi là thuần tay bắn, chứ phá đầu không bắn là mình không can chi ấy, bởi vì mình trấu bò mà. Nhưng mà có cái thì phá đó thì đáng thuần tay nên là cũng không trách được đồng đội. Dẫu sao thì cũng ok rồi anh em ạ, vẫn ổn rồi. Đối với Anduin thì chiêu thứ nhất mình đã phân tích rất là kỹ rồi, anh em nên nhớ đó là sử dụng trúng mục tiêu. Lính quái, nói chung tất cả
tướng địch chẳng hạn ấy, thì anh em sẽ được sử dụng thêm được một lần nữa. Còn chiêu thứ hai thì gọi là hồn giáp. Thì khi anh em sử dụng chiêu hai thì giúp Arduin sẽ búp được một lớp giáp ảo. Bên cạnh đó thì trúng mục tiêu thì sẽ đó là gây sát thương. Và ba đòn đánh thương tiếp theo thì sẽ gây sát thương chuẩn nhá. Anh em nên nhớ Arduin có sát thương chuẩn chứ không phải là không ấy. Và mỗi đòn đánh thương của vị tướng Arduin thì anh em sẽ giảm được một giây hồi chiếu của chiêu cuối. Vì thế anh em sử dụng chiêu hai mà anh em đánh thương càng nhiều ấy thì thời gian hồi chiêu cuối lại càng nhanh. Còn chiêu cuối thì câu hồn rìu, anh em sử dụng chiêu cuối vào mục tiêu thì trúng thì sẽ đó là gây sát thương và tiếp cận Arduin sẽ gọi là kéo lại tiếp cận mục tiêu làm choáng tướng địch trong vòng gọi là một giây. Đó, đơn giản là như vậy thôi anh em ạ. Chiêu cuối thì giúp anh em có thể băng qua địa hình này rồi tiếp cận tướng địch dễ dàng hơn này. Về chiêu thức thì mình phân tích cực kỳ là kỹ dành cho anh em rồi. Còn về cách combo, cách chơi như thế nào cho hợp lý thì tất nhiên nếu mà đối phương ở cần ấy thì anh em đó là sử dụng chiêu 1 dành cho mình, hất tung đối phương thêm một lần chiêu 1 nữa. Sử dụng chiêu 2 để búp giáp gây sát thương, các đòn đánh thương thì có sát thương chuẩn. Chiêu cuối thì anh em sử dụng một cách hợp lý để tiếp cận gọi là tướng địch, làm choáng tướng địch. Còn đối phương ở xa thì anh em có thể sử dụng chiêu cuối để tiếp cận tướng địch luôn. Đấy, ví dụ phá này chẳng hạn đấy, thì mình sử dụng chiêu cuối tiếp cận này, sử dụng chiêu 1 này, hất tung phạt này, tiền. Đó là viết ra hoặc tém địch lên bảng điểm số. Mình theo nào thì đang bắn rất chi là nhiều, chỉ mất đó là khoảng nửa lượng máu. Quay trở lại chơi luôn. Ôi, tôi xong rồi, bị em Murat ảo anh chạm rồi. Ba người của tém địch toàn là 1 tỷ máu hết đấy. Tiếc, hơi bị tiếc rồi anh em ạ. Nhưng mà không sao cả, dẫu sao thì cùng tao đó lợi thế dành cho team mình, liệu có lấy được đường lịch siêu cấp này hay không. Còn khoảng đó là 2100 máu đến từ cây trù khúc đường giữa nữa. Chắc có lẽ một đợt tấn công ngựa thì sẽ lấy được cây trù ở khúc đường giữa thôi. Với Arduin thì anh em nên nhớ là nội tài của vị tướng này có khả năng hồi máu rất là tốt. Khi máu đạt dưới 50% ấy thì Arduin sẽ đó là được hồi máu từ các đòn đánh thương rồi chiêu thức. Và cái này thì nó sẽ hồi gọi là 45 giây. Vì thế thì nhiều khi anh em thấy Arduin, trời ơi, tại sao mà thấp máu mà nó lại hồi máu liên tục như vậy, là đến từ nội tài nhá. Rồi, bây giờ lại có đó là giao tranh tiếp cận làm chậm đến từ vị trí của kênh Temendic. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa bắt được anh em ạ. À, kênh Temendic bị lối điều tiền lên bảng điểm số rồi. Murat của Temendic liệu có chạy nổi hay không? Murat đã phải lên bảng điểm số luôn rồi. Đây là cơ hội dành cho team bên mình lấy đường lính siêu cấp đầu tiên. Rồi, cái trụ này thì thuộc về team bên mình một cách dễ dàng rồi. Kết thúc được trận đấu thì mình nghĩ là chưa. Bây giờ thì quay trở về đẩy thế lính lên cao thôi. Bởi vì thời điểm hiện tại rừng Temendic thì đang thấp máu này, FP Temendic thì cũng đang thấp máu này. Mà Temendic thì anh em thấy thì đang tấn công. Ta thân chắc là chưa ăn được đâu, bởi vì hiện tại thì đang thấp máu. Và Temendic thì nếu mà lấy nốt cửa phạt thì toang. Tôi xong rồi, bị Arum Temendic bắt rồi anh em ạ. Phan hay lui về đẩy lính lên cao là hay rồi. Temendic đã phải lên bảng điểm số 2 người rồi. Bị Arum và Temendic bắt rồi anh em ạ. Zena của Temendic thì đang bắt vào vị trí xa thủ Temendic và đã bắt thành công, hay quá. Kín của Temendic thì đang đấu đấy này. Murat Temendic ảo ảnh chạm giữ lại được đó là con búa sánh. Rồi kín này thì kín này, tiếp cận này. Này thì kín này, sử dụng chiêu cuối để bỏ chạy. Rồi Murat này. Thực tế đối với chất tưởng Arduin thì nói thế thì nói, ở giai đoạn đầu trận thì lượng đám thì ổn, chống chịu ổn. Nhưng mà giai đoạn V6 thì anh em cũng phải cẩn thận. Bởi vì dầu sao thì Arduin vẫn là một chất tướng tánh cớ. Đánh các vị tướng máu giấy thì được, chứ đánh vào những vị tướng trâu bo thì rất khó. Đây mình sẽ bắt đường di chuyển về của Murat này, hất tung vào vị trí của Murat này. Bị Viera zone combo nhưng mà không ăn thua. Uầy, pha này thì chỉ theo nát bắn bị ao anh chạm đến từ Murat. Trâu nhưng mà đánh lâu cũng chết anh em ạ. Cũng hơi chủ quan đấy. 1-2 người thì có thể chống chịu được. Còn đối với 4-5 người thì rất là khó, đặc biệt là Temendic Murat này.
rồi theo nát này, rồi vía rá nữa. Hơi hổ bảo tí thôi. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những gì? Đầu tiên thì sẽ lấy đôi giày để kháng hiệu khống chế. Thứ hai thì sẽ lấy đó là cái áo choàng thân giáp để phản đám, đừng cần tướng địch, cần mục tiêu thì sẽ đó là gây sát thương. Còn đô thứ ba thì mình sẽ lên huân chương trói để cảm phép. Còn đô thứ tư thì sẽ lên khiên thất truyền. Đối phương đánh vào mình thì sẽ bị làm chậm. Và tiếp theo nữa thì có thêm kháng đám vật lý nữa. Còn đô thứ năm thì giảm thống khổ phản đám. Và cuối cùng là giảm phô mạnh để đảm bảo an toàn. Đó là build đồ mình sử dụng dành cho vị trí của Arduin. Hiện tại thì team bên mình lên bảng điểm số 1, 2, 3, 4 người thôi. Tém bàn lật kèo nấy đấy. Bây giờ ta thân xế giá đã xuất hiện rồi nhá. Tình huống này thì mình tiếp cận vào vị trí của Murat, thất tung vào vị trí Murat. Murat đã khá là thấp máu rồi. Hiện tại thì Murat đang ảo ảnh chạm vào mình. Mình phải đó là tấn công ra ta thân luôn nhá. Kến của tém đích, ê, thấy tầm nhìn rồi này. Rồi pha này, ôi, chưa ăn được, cướp. Ô, hay quá. Hay quá xà thủ ơi. Tình huống này thì 10 điểm dành cho xà thủ rồi. Thứ nhất là xà thủ lấy tầm nhìn này. Thứ hai nữa là xà thủ tế mình cướp được con ta thân xê giá anh em ạ. Arum thì quả vào mình. Và triple kill lật kèo là đấy anh em ạ. Bây giờ thì tú lén có nồi tài và cuối cùng thì tú lén lên gọi là vét, vét, vét và vét. Hay quá, một phá gọi là cướp ta thân đình mệnh và chắc chắn thì lên đó là tổng tấn công và kết thúc trận đấu thôi. Về phần phù hiệu thì mình sẽ lên phù hiệu đó là trói buộc. Với cái trói buộc này thì khi khống chế tướng địch thì giúp đó là tăng giáp và gây gọi là sát thương đấy. Còn bảng ngọc thì phun tánh thôi, ngọc đỏ tốc đánh máu tối đa và giáp, ngọc tìm máu hôi máu và tốc chạy, còn ngọc xanh máu và hôi chiếu. Và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây thôi, thắng bài tài ta thân. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha, bye bye.